cầu ông nội tiêu chuẩn 42x21. Nhà em phục vụ các bác mùa nhân chia đàn mới rất là nhiều các bác nhé. Ở đây thì nhà em cái lô cầu lần này về là bằng gỗ xoan. Lô thì bằng gỗ xoan, lô bằng gỗ keo nhưng nói chung nó bằng gỗ tạp. Nhưng các bác yên tâm là gỗ tạp cũng đã qua quá trình. Thứ nhất là ngâm xử lý chống mối mọt, cái thứ hai là đã phơi khô kiệt nên là đóng cầu nó sẽ không bị cong vênh hay là bị mối mọt các bác nhé. Và cầu bên em ấy thì đang phục vụ các bác là cái cầu chưa căng và cầu căng sẵn. Thì cái lô này là nhà em chuẩn bị căng nên nhà em đã bắn kim sẵn này. Đó. Thì cái kích thước tiêu chuẩn của nó là chiều dài bên trên là 42, chiều rộng là 21 các bác nhé, tiêu chuẩn nuôi ong nội. Cầu này thì đã được bên em thợ đóng là đóng thủ công, nó tăng cái độ mút gỗ lên nên các bác yên tâm là sẽ không bị lo bị tụt cầu qua một thời gian sử dụng. Và chiếc cầu căng sẵn này nếu các bác nào mà không có thời gian để các bác căng thì các bác có thể lựa chọn mua nhé. Thì bên em đã căng dây kẽm sẵn và bắn kim sẵn để tránh. Các bác có nhu cầu mùa nhân chia đàn mới liên hệ trực tiếp với shop em qua số máy em để phần tiêu đề phần mô tả các bác nhé.